vấn đề thị trường tiêu thụ nông sản làm nóng diễn đàn đối thoại Thủ tướng Chính phủ với hơn 600 nông dân. Tổng số tiền trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia có sự tiếp tay của hai tướng công an đã lên tới gần 10.000 tỷ đồng và có thể chưa dừng lại với con số này. Đình chỉ 3 công chức hải quan cảng Đình Vũ Hải Phòng để làm rõ hành vi nhận tiền hối lộ trong quá trình làm nhiệm vụ. Nổi bật trong phần tin quốc tế, Nhà Trắng bác bỏ mọi cáo buộc của truyền thông Syria cho rằng Mỹ đã tiến hành không kích căn cứ của nước này vào sáng nay. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, tuy nhiên các chuyên gia nhận định Trung Quốc không ngại ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại này. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi bản tin tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chúng ta vừa cùng nhau điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin tối hôm nay 19 tháng 4. Thưa quý vị, có thể nói rằng trong 9 nhóm vấn đề được đề cập trong buổi đối thoại ngày hôm nay của Thủ tướng Chính phủ cùng với hơn 600 nông dân, đại biểu, thì vấn đề về thị trường tiêu thụ nông sản là vấn đề nóng nhất với nhiều câu hỏi nhất gửi lên cho Thủ tướng. Những băn khoăn về làm cách nào để thoát khỏi cảnh được mùa mất giá và làm thế nào để tăng giá trị nông sản để tìm kiếm thị trường mới được nông dân liên tiếp đặt ra tại cuộc đối thoại. Thủ tướng có chính sách gì để các cơ quan chức năng có liên quan làm tốt công tác định hướng và thông tin thị trường giúp cho người nông dân tiêu thụ sản xuất, xuất khẩu nông sản ra thị trường thế giới? Tôi có xin hỏi, tặng hỏi Thủ tướng, để nền nông nghiệp chúng ta giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, làm không ảnh hưởng tới cái nền văn hóa sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chúng ta. Những câu hỏi đầu tiên được các đại biểu nông dân đến từ hơn 30 tỉnh thành của cả nước hỏi đó chính là làm như thế nào để giảm phụ thuộc thị trường nông sản của Việt Nam đối với Trung Quốc và làm như thế nào để có thể tăng cái giá trị gia tăng cho chính mặt hàng nông sản của Việt Nam. Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thị trường Trung Quốc trong thời gian tới vẫn là thị trường chính xuất khẩu của mặt hàng nông sản của Việt Nam. Tuy nhiên, để tránh giảm lệ thuộc vào thị trường này và tăng giá trị gia tăng từ thị trường này, việc đầu tiên đó chính là giảm giao dịch tiểu ngạch. Bên cạnh đó thì nâng cao hơn nữa chất lượng của những cái mặt hàng nông sản của Việt Nam để tăng thương hiệu của nông sản Việt Nam trên chính thị trường Trung Quốc. Thì Thủ tướng Chính phủ cũng như đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho rằng để nâng cao chất lượng nông sản và tìm kiếm thị trường vững chắc nhất cho mặt hàng nông sản thì những người nông dân nhất thiết phải sản xuất theo chuỗi. Chỉ có sản xuất theo chuỗi thì mới đưa được những sản phẩm nông sản của Việt Nam tìm kiếm được thị trường một cách thuận lợi nhất. Thì việc tìm thị trường này nhà nước cũng phải làm, nhưng mà người dân cũng như làm, nhà sản xuất phải làm. Khi mà anh đặt vấn đề anh sản xuất một cái gì đó, một câu hỏi đặt ra là anh thị trường sản xuất là ở đâu, chứ không phải anh sản xuất cái mà anh có, mà chính là anh sản xuất cái thị trường cá rất quan trọng. Tôi xin quán triệt tinh thần này đối với hộ nông dân, đối với hợp tác xã. Cho nên cái việc đi liền đó là phải quy hoạch sản xuất một cách bài bản, vùng này sản xuất cái loại này với thị trường này, vùng khác sản xuất sản phẩm nông nghiệp này với thị trường liên quan theo thế mạnh của mình. Và xin phép được hỏi Thủ tướng, chính phủ có chủ trương đầu tư kho bảo quản cho nông dân không? Nếu có thì là triển khai đến đâu? Vì sao ở những vùng sản xuất nông sản hàng hóa lớn như tỉnh tôi vẫn chưa được hỗ trợ? Liệu chính phủ có thể đầu tư cho nông dân và giao cho nông dân cùng nhau quản lý kho bảo quản này không? Vậy tôi muốn xây dựng một cái nhà máy lớn hơn nữa và những cái nhà máy chế biến lớn hơn rất nhiều nữa để làm sao để tiêu thụ được cái số lượng hàng lớn cho bà con nông dân. Thì mong Thủ tướng Chính phủ cùng tất cả các bộ ban ngành có những cái chính sách gì để hỗ trợ cho tôi để được xây dựng những nhà máy lớn hơn nữa để tiêu thụ được cái số lượng nông sản lớn cho bà con hơn nữa. Mà hiện nay chúng tôi đang sửa một cái nghị định mang tay là nghị định 210 đầu tư vào nông nghiệp, chính sách cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sắp ban hành ngày mai. Tôi mới hỏi anh Nguyễn Chí Dũng và anh Mai Tiến Dũng, hai bộ trưởng đây, thì nói rằng đã sẽ trình lên Thủ tướng trong ngày mai. Thì hy vọng cái chính sách mới này sẽ tạo điều kiện thu hút vào nông nghiệp tốt hơn, nhất là nông nghiệp, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Điệp khúc được mùa mất giá luôn bủa vây người nông dân và khiến họ ngày càng khó khăn hơn trong việc duy trì chăn nuôi sản xuất.
tự bơi trong việc tìm đầu ra cho nông sản, và khi nông dân không thể xoay sở thì những cuộc giải cứu nông sản lần lượt được mở ra. Nhưng nó cũng như tình trạng cực chẳng đã, chỉ là biện pháp tình thế về thị trường cho những người nông dân. Thị trường vẫn luôn là bài toán khó đối với họ. Không làm gì được, chỉ có để chín ở gốc xong thôi. Không ai mua nữa thì là bỏ thôi chú ạ. Sót phải chịu chứ, sót cũng không làm gì. Lợn bây giờ của tôi riêng cái lợn con ấy mà đẻ ra là cho bao bì vứt xuống sông hoặc về chôn, giao trên Facebook là ai xin cho. Nhìn người ta đưa con lợn lên xe mà phát khóc lên. Ngân hàng thì đến ngày lãi thì không chậm được, đủ các điều để nó đến, nó dồn đến trong cái thời điểm như thế này nó khó khăn vô cùng. Mỗi đầu sào thì lỗ ít nhất là 10 triệu tiền đầu tư, vì từ đầu đến giờ đầu tiên thì là nước ngập, trồng xong nước ngập, xong nước ngập ấy thì lại là được lúc được thu hoạch thì rớt giá. Chuối, củ cải, dưa hấu, hoa ly và lợn. Thật khó để kể hết những tên nông sản đã từng phải chịu cảnh đổ bỏ, bán không ai mua, cho không ai lấy. Và tình cảnh này không năm nào là những người nông dân không gặp phải. Bài học đã có, nhưng thấy lợi, nhiều nông dân vẫn đua nhau trồng, đua nhau nuôi. Thì cứ đua nhau thôi, người này thấy người này là làm được thì người kia cũng làm. Là cánh thân ai làm được làm, bón được bón, coi như là đơn thể ăn mà không được thì lỗ thôi, chứ không có nói về vấn đề mà nhà nước đầu tư hoặc là không chưa khuyến cố cái dư ấy. Thế như năm ngoái nó đắt một tí là năm nay đổ xô vào để làm. Thế năm nay đổ xô vào làm thì Trung Quốc không ăn, thì chỉ có tiêu thụ trong nước mình thôi, thì cái nguồn sản phẩm nó quá nhiều. Trồng theo phong trào, không có định hướng đầu ra rõ ràng, không có những thay đổi về cách thức sản xuất và phân phối. Cứ thế 5 năm gần đây, mỗi một năm lại có nông sản bị đổ bỏ, và mỗi một năm lại có từ 1 đến 2 cuộc giải cứu nông sản với quy mô rầm rộ trên cả nước được diễn ra. Nếu như cách giải cứu lâu bền nhất là cách mà có thể khơi thông được dòng chảy giữa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, nghĩa là bản chất vấn đề là chúng ta có thể giúp cho bà con kết nối được với các đơn vị tiêu thụ, ngược lại là tư vấn cho bà con những cái phương thức để bà con giảm thiểu các chi phí trung gian. Khi chúng ta không xác định được cái nhu cầu sản xuất và thị trường, không đưa ra được một cái lượng thông tin tương đối chuẩn mực mang tính chất hướng dẫn cho nông sản và người nông dân, và chỉ cho người ta được là những cái thị trường tiêu thụ như thế nào là hợp lý và có giá, hoặc đấy là cái tổ chức cái kênh phân phối, kênh bán hàng đối với lại của trách nhiệm của Bộ Công Thương chúng ta thấy không rõ ràng, gần như là thả lại cho thị trường và thả lại cho dân. Nhiều chuyên gia nhận định giải cứu không phải là một giải pháp lâu dài cho thị trường nông sản của những người nông dân Việt Nam. Chúng ta cũng không thể mãi đổ lỗi do thiên nhiên, lỗi do nhà nước, lỗi do thương lái Trung Quốc. Và nếu nông dân tiếp tục trồng và chúng ta tiếp tục giải cứu, thì có lẽ vô hình chung, chúng ta đang biến một nền kinh tế thị trường thành một nền kinh tế tình thương. Không có vấn đề, không chỉ vấn đề thị trường nông sản mà phân bón giả, thuốc thú y kém chất lượng, thức ăn chăn nuôi tăng giá thiếu kiểm soát, đó cũng chính là những vấn đề nổi cộm của thị trường vật tư nông nghiệp vốn đầy rẫy sự hỗn loạn trong nhiều năm qua. Các ngành chức năng liên quan đã chưa đưa ra được cách thức kiểm soát hiệu quả thị trường này, dẫn tới nông dân phải gánh nhiều hậu quả. 3 năm qua, một vụ án liên quan đến sản xuất phân bón mãi chưa thể có hồi kết. Nghị trường Quốc hội không ít lần dậy sóng khi nhắc đến cái tên Thuận Phong. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không nhớ là bao nhiêu lần tôi phát biểu trước Quốc hội, và cũng quá nhiều lần mà tôi phát biểu với báo chí về vụ việc này rồi, mà cho đến bây giờ cũng không, vụ việc vẫn chưa đi đến cái hồi mà gọi là kết quả, tức là công ty Thuận Phong vẫn chưa bị khởi tố. Ý kiến của tất cả các bộ bây giờ người ta đã xác định đây là hàng giả rồi. Thành phần chính, chất chính gì nó cũng là một thôi. Cứ lý giải là chất chính là khác thành phần chính, sao lại thế? Mà bộ chuyên ngành người ta nói rồi mà mình cứ nói khác đi là sao? Tính đến cuối năm 2017, số lượng sản phẩm phân bón được phép lưu hành ở Việt Nam hơn 14.000 sản phẩm, cả phân bón vô cơ và hữu cơ. Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết, qua thanh tra, mỗi năm phát hiện khoảng 4.000 vụ vi phạm về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này. Chúng ta biết rằng hiện nay một trong những cái nút thắt còn tồn tại đúng là cái công tác còn hàng giả, hàng kém chất lượng, thế rồi là các cái sản xuất phân bón không đúng với các quy định chúng ta. Thời gian tới thì một trong nhóm giải pháp chúng ta là phải tập trung công tác thanh kiểm tra để đảm bảo cho một cái thị trường, một cái môi trường sản xuất lành mạnh.
Ước tính chỉ riêng phân bón giả gây thiệt hại hơn 200 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho nền kinh tế. Sự hỗn loạn trên thị trường phân bón chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể thị trường vật tư nông nghiệp Việt Nam. Nếu không thể kiểm soát được chất lượng đầu vào thì không bao giờ có sản phẩm có năng suất, chất lượng cao. Những mối lo trên đang thêm gánh nặng cho người nông dân vốn đã trăm mớ tơ vò. Công ty phát hành tiền ảo Modentech tại thành phố Hồ Chí Minh bị tố lừa đảo hàng chục ngàn người với số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng. Phản ứng gay gắt của dư luận từ vở diễn thực cảnh Ký ức Hội An khi có quá nhiều chi tiết không liên quan đến Hội An, thậm chí sai lệch lịch sử. Quý vị đang cùng theo dõi bản tin tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC về đường dây đánh bạc xuyên quốc gia lên tới hàng nghìn tỷ đồng có liên quan đến việc khởi tố và bắt tạm giam cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an. Một nguồn tin đã cho phóng viên VTC biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền liên quan đến chuyên án đặc biệt này đã lên tới gần 10.000 tỷ đồng và con số này có thể chưa dừng lại tại đây. Tổng tài sản và tiền mặt thu giữ được cho đến thời điểm hiện tại là khoảng 1.300 tỷ đồng, đã bao gồm các tài sản phong tỏa. Cũng trong vụ án này, được biết, kết quả sau khám xét tư gia của cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh vào tối ngày 6 tháng 4, số tiền thu giữ tại nhà ông Vĩnh là khoảng 20 triệu đồng, không có quá nhiều các tài liệu liên quan đến vụ án trong nhà. Đặc biệt, theo nguồn tin cho biết thêm, ông Phan Văn Vĩnh đã biết về đường dây đánh bạc này từ khoảng năm 2013. Hiện ông Vĩnh đang bị tạm giam ở trại tạm giam tỉnh Phú Thọ. Cũng trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam thêm 4 bị can. Những người này được xác minh đóng vai trò là người mua bán hóa đơn có liên quan. Như vậy đến nay, đã có tổng cộng 88 người bị khởi tố trong chuyên án, bắt tạm giam hơn 40 người, truy nã 5 người. Nguồn tin cũng cho biết thêm, chuyên án đặc biệt này nhận được sự ủng hộ chỉ đạo, cũng như quyết tâm thực hiện chuyên án từ các cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương. Liên quan tới thông tin báo Lao động đăng tải vào ngày hôm nay về tình trạng nườm nượp cảnh kẹt tiền đưa nhận tại Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan đã vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện quyết định tạm đình chỉ ngay các cán bộ công chức hải quan có liên quan, đồng thời làm rõ xử lý kỷ luật tập thể cá nhân có sai phạm nếu có. Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã cử lãnh đạo cục và phòng thanh tra kiểm tra trực tiếp xuống chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ xác minh, đồng thời quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 3 công chức có hình ảnh đăng tải trên báo là Vũ Đức Tuấn, Bùi Tiến Cường, Đào Đức Anh để giải trình xem xét xử lý. Sáng nay 9 tháng 4, hàng trăm tiểu thương tụ tập căng băng rôn phản đối trước thông tin phá chợ Đồng Xuân Hà Nội để xây trung tâm thương mại. Tiểu thương cho biết là mặc dù nhà chức trách quận Hoàn Kiếm chưa có thông báo chính thức, nhưng các tiểu thương vẫn tập trung phản đối trước khi quá muộn. Quan điểm của các tiểu thương là không đồng ý xây mới chợ Đồng Xuân vì sẽ làm mất đi nét truyền thống của phố cổ Hà Nội. Hơn nữa, các tiểu thương sẽ thua lỗ nặng nếu chợ mới ế ẩm, vắng khách. Trước diễn biến này, nhiều công an đã được chính quyền địa phương huy động để bảo vệ trật tự. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và công ty cổ phần chợ Đồng Xuân đã đối thoại với gần 100 tiểu thương. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết là trong đề án cải tạo đô thị có kế hoạch chỉnh trang lại hành lang quanh chợ Đồng Xuân để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, thông tin xây chợ Đồng Xuân thành trung tâm thương mại mà các tiểu thương đề cập là không đúng. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm khẳng định đến thời điểm này không có chuyện sẽ xây mới chợ Đồng Xuân và chuyển tiểu thương đi nơi khác. Hơn 32.000 người bị lừa với số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng và những con số trên đã gây rúng động dư luận và chỉ lộ ra sau khi nhiều nạn nhân kéo đến trụ sở công ty Modentech, đơn vị cho phát hành tiền ảo vào ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong hôm nay thì các nạn nhân đang tập hợp đơn từ tài liệu có liên quan nhằm tố cáo vụ việc ra cơ quan công an. Với những nạn nhân này, khi bỏ hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ, chục tỷ thì tất triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng để đầu tư đồng tiền iFan với niềm tin sẽ thu được lợi nhuận khủng. Cũng vì niềm tin mà bà cụ này đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để mua đồng tiền iFan. Thì đấy, lợi nhuận hơn ngân hàng, mà rồi là tất nhiên là ví dụ lên giá được nó bán đi,
nó bán, ví dụ như bán đi rồi là lấy cái lời ra đó, hứa rằng là sẽ có tiền ấy đấy, có tiền như kiểu ngân hàng á, ví dụ tháng là trích cho bà bao nhiêu đấy, thì đâu lần đưa được 500, được hai lần nữa sau, rồi cuối cùng sau rồi cứ không thấy đưa, không thấy đưa nên bà cũng không nghĩ ra là mất đâu. Cái người mà là giờ kêu mình đầu tư vào là trả lại mình đúng cái gì nhỏ hỏi hứa, dù anh mà đầu tư 400 triệu đi, trả lại mình đúng 2 tuần lễ là khoảng gần 100 triệu. 2 tuần sau đó rồi đó, nó không trả được nữa. Nó nói là hệ thống mới sập. Theo như nhà đầu tư này, công ty Modern Tech còn mạnh tay sẵn sàng chi 8% tiền mặt của người mới vào cho người giới thiệu để mở rộng hệ thống. Với đồng iFan, công ty Modern Tech đã phát hành 21 triệu đồng và bán cho các nhà đầu tư với mức giá từ 1,6 đến 2,6 đô la Mỹ mỗi đồng. Sau khi thu hút lượng nhà đầu tư lớn, Modern Tech bất ngờ tuyên bố sàn giao dịch iFan bị sập và hủy bỏ hình thức trả lợi nhuận như đã cam kết với các nhà đầu tư. Đến khi mà nó kêu là nó sập, nó không thể tiếp tục chương trình lending được, thì thay vì nó trả lại tiền đầu tư cho mình thì nó không trả lại tiền đầu tư cho mình mà nó lại trả lại cái đồng iFan, và nó quy một cái đồng iFan nó có giá 5 đô. Ví dụ như gói của mình là 2.000 đô đi, thì chia ra 5 đô thì là mình chỉ được có khoảng là bao nhiêu ta, mấy trăm đồng, khoảng 400 iFan thôi. Rồi bây giờ sau đi với 400 iFan đó mình mang lên sàn mình bán thì với giá có 0,01 đô, thì đó là một cái sự lừa gạt trắng trợn. Không nghĩ là nó lừa như vậy, nên không nghĩ luôn á. Đầu tiên nó có hứa ghê lắm, hứa là ai mà lừa gạt nó sẽ người cầm đầu á là sẽ nó sẽ chỉ rồi đó, nó hứa là chỉ cho người ta cứ tưởng như đó, nó cuối cùng nó là người cầm đầu chạy trốn. Theo những người trong cuộc, đến nay iFan đã chiêu dụ được hơn 32.000 khách hàng khắp Việt Nam với số tiền là khoảng 15.000 tỷ đồng. Tuy vậy, sau khi thu được số tiền từ nhà đầu tư, công ty Modern Tech lại không hề trả bất cứ một lợi nhuận nào cho các nhà đầu tư. Hiện tại, những nhà đầu tư vẫn chưa thể gặp được công ty phát hành tiền ảo này để làm rõ mọi chuyện. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết là đã xác minh xong hai bộ hồ sơ nguồn gốc cây siêu khủng đang bị tạm giữ ở Huế. Theo đó, hai cây được xác minh là cây đa sộp được khai thác trên vườn của nhà ông Phạm Đình Thường ở xã Ea Pin, huyện Mật Rắc, tỉnh Đắk Lắk và vườn cà phê của ông Inobia, Buôn Ê Cam, thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Cả hai cây trên đều được kiểm lâm và chính quyền địa phương xác nhận là đúng nguồn gốc theo hồ sơ mà ông Kiều Văn Trương ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội cung cấp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở xác minh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã trả lại hai bộ hồ sơ cho ông Kiều Văn Trương để ông này có thể mang hai cây đi. Còn cây đa sộp còn lại là cây có đường kính nhỏ nhất được ông Trương cho biết là khai thác ở xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Thì phía kiểm lâm vẫn đang xác minh làm rõ. Vụ vận chuyển 3 cây siêu khủng được dư luận chú ý đặc biệt trong tuần qua. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các Bộ Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải xác minh nguồn gốc các cây và nhất là kiểm tra có hay không việc bao che cho các cây này được chở chót lọt qua nhiều tỉnh thành. Như thông tin chúng tôi đã đưa, trước sự bức xúc và phản ứng của 137 nhân viên y tế bị chấm dứt hợp đồng lao động cũng như là sai phạm trong việc tuyển dụng những nhân sự này, chiều hôm nay Sở Y tế tỉnh Lai Châu đã có buổi đối thoại với 137 người này. Tuy nhiên buổi đối thoại kết thúc mà chưa có giải pháp thỏa đáng nào được đưa ra, thậm chí là không có gì mới so với thông tin từ buổi họp báo tuần trước. Tại buổi đối thoại đã có 86 câu hỏi của các nhân viên bị chấm dứt hợp đồng lao động gửi tới cho Sở Y tế và Sở Nội vụ, trong đó tập trung vào việc căn cứ vào đâu để chấm dứt hợp đồng lao động, vì họ đã được ký hợp đồng không thời hạn. Thậm chí nhiều người trong số đó còn được nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm giữ những chức vụ quan trọng như điều dưỡng trưởng, trạm y tế xã. Mà bây giờ các đồng chí nói tôi không có năng lực, vậy tôi xin hỏi đồng chí Nguyễn Văn Đối, đồng chí có ký về quyết định về việc nâng lương trước thời hạn cho công chức viên chức, trong đấy có tên tôi. Tại căn cứ vào đâu đồng chí ký cho tôi quyết định nâng lương trước thời hạn? Trong quá trình công tác của tôi phải phấn đấu như thế nào tôi mới được ký nâng lương trước thời hạn? Tôi nhận được quyết định thì lúc đó con tôi đang bị bỏng, nằm ở dưới viện bỏng trung ương. Thì tôi nhận được quyết định đó thì chỉ được thông qua cơ quan gọi điện thông báo là nhận được quyết định của Sở Y tế về việc hủy hợp đồng. Nhưng lúc đó cháu đang cố mà làm điều trị nên là tôi cũng không thể đi lên trên Lai Châu để hỏi về trường hợp của mình, vẫn đang trong trường hợp nuôi con nhỏ, con tôi lúc đấy là có 16 tháng. Sở Y tế và Sở Nội vụ đã đưa ra câu trả lời không có gì mới so với buổi họp báo cách đây một tuần.
Điều đáng nói là vấn đề 137 nhân viên y tế này quan tâm nhất, đó là họ có được tiếp tục công tác tại ngành y tế Lai Châu nữa hay không thì không được nhắc đến. Cái thuật ngữ tuyển dụng với thuật ngữ hợp đồng ở đây các bạn hiểu cũng chưa đầy đủ. Tuyển dụng vào biên chế nhà nước tức là phải qua một cái quy trình tuyển dụng. Quy trình tuyển dụng có hai bước, có thể là chọn cái hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Khi trúng tuyển rồi thì cơ quan mà có thẩm quyền tuyển dụng nó mới ra quyết định tuyển dụng. Thì lúc đó ta mới là biên chế chính thức và ta mới là công chức hoặc là viên chức. Cái thứ nhất là cái việc hợp đồng mà trong dài hạn như thế mà đã phải điều chỉnh ấy, thì đây là lúc nãy các đồng chí đã trả lời rồi và đã nhận cái sai, sẽ được xem xét một cách cụ thể chi tiết theo cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh. Còn cá nhân nào sai, tập thể nào sai đến đâu xử lý đến đó. Mặc dù Sở Y tế đã thừa nhận việc tuyển dụng với 137 nhân viên y tế này là sai quy định, tuy nhiên những câu trả lời của hai cơ quan trên về chính sách cũng như hướng giải quyết chưa thỏa đáng, thậm chí còn vòng vo, gây thêm sự bức xúc đối với những người liên quan. Lại vừa có thêm một vụ người nhà bệnh nhân hành hung y bác sĩ trong lúc khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sự việc một lần nữa gây tâm lý bức xúc và hoang mang cho những người đang công tác trong ngành y. Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút hôm qua tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Đình Phi đã bị người nhà bệnh nhân hành hung, liên tục đấm vào vùng mặt. Thấy vậy, thực tập sinh Trần Nhật Giáp đã vào can ngăn nhưng cũng bị người này đánh vào vùng mặt và đầu dẫn đến ngất xỉu. Trong lúc đang thăm khám cho bệnh nhân từ dưới cấp cứu đến thì người nhà đột nhiên là đấm vào giữa mặt em. Sau đó thì có bạn sinh viên trường y Vinh đang trực kèm cùng với em thì vào cán ngắn thì người nhà đánh luôn cả bạn sinh viên thực tập. Em thấy khá là lo bởi vì là cảm thấy nên mình là được bảo vệ. Sau khi bị hành hung, cả hai đã được đồng nghiệp tại bệnh viện đưa vào điều trị tại khoa ngoại thần kinh. Bác sĩ Nguyễn Đình Phi được xác định chấn thương vùng mặt, thực tập sinh Trần Nhật Giáp bị đa chấn thương, có dấu hiệu chấn thương sọ não. Thì qua thăm khám ban đầu thì hai người đều bị chấn thương vô đầu, tức là bị đánh vào đầu mặt. Sau khi đánh thì biểu hiện của cái triệu chứng là đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Đặc biệt là sinh viên Trần Nhật Giáp thì có cái vết thương ở mặt đã bệnh viện đã xử trí và hiện nay mắt các thứ đang sưng nề. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết đây không phải là lần đầu tiên đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện này bị hành hung. Sự việc này đã khiến những người làm ngành y rất hoang mang. Lãnh đạo sở đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm tốt cái công tác chính trị tư tưởng để cho các y bác sĩ yên tâm và làm tốt cái công tác khám chữa bệnh, cấp cứu cho hai bác sĩ đã bị đánh trong cái vụ hành hung tối hôm qua, và cũng yêu cầu các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh đó là việc khám, chẩn đoán, điều trị cho các bác sĩ chúng ta làm chặt chẽ với các cái quy trình chuyên môn thuật. Đồng thời thì sở cũng đã đề nghị với cơ quan công an là thực hiện đúng các cái bước tiếp theo, đúng theo các cái trình tự quy định của pháp luật, và chúng tôi cũng rất là mong muốn là các cái cơ quan pháp luật là xử lý những cái việc như thế này một cách hết sức nghiêm túc để cho các bác sĩ, cho ngành y tế yên tâm để có thể là khám chữa bệnh trong tất cả mọi trường hợp. Danh tính đối tượng hành hung được xác định là Nguyễn Phúc Kỳ, thường trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Hiện tại đối tượng Kỳ đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Chuyển sang những thông tin khác, ngày hôm nay 19 tháng 4, nhiều cổ phiếu ngân hàng tài chính chứng khoán tăng điểm mạnh đã tạo động lực để thúc đẩy cho VN Index vượt ngưỡng 1.200 điểm, tạo lập mức đỉnh mới kể từ khi thị trường đi vào hoạt động cho đến nay. Và theo các chuyên gia, đà tăng giá của thị trường chứng khoán đang rất bền vững, không xuất hiện hiện tượng thổi giá bong bóng như thời điểm năm 2007. Phiên giao dịch ngày hôm nay, dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường, giúp cho nhiều mã cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản bứt phá. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 4,37 điểm lên 1.024,33 điểm.
khối lượng giao dịch đạt trên 251,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị gần 8.019,2 tỷ đồng. Thị trường phải nói rằng là trong giai đoạn hiện nay là giao dịch là tương đối tích cực. Dòng tiền đang chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, tập trung vào rất nhiều nhóm ngành mà đang gọi là mang tính dẫn dắt, như là nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành xây dựng và vật liệu, nhóm ngành chứng khoán, và tâm lý nhà đầu tư tương đối là tốt. Nó thể hiện ra rằng cái chỉ số VN Index đang lên ở mức cao và sẽ vừa rồi tức là phiên đầu tuần đã vượt qua cái ngưỡng 1.200 điểm và tiếp tục sẽ lên tiếp. Cách đây 11 năm, vào năm 2007, VN Index tạo đỉnh 1.170 điểm, tăng hơn 100% trong một năm, nhưng chỉ là tăng bong bóng. Và kể từ năm 2017 đến nay, chỉ trong vòng hơn một năm, VN Index cũng tăng gần 100% số điểm. Điều này khiến nhiều ý kiến lo ngại VN Index có thể tăng trưởng bong bóng như năm 2007, không thực sự bền vững. Cái bản chất của năm 2007, khi thị trường cũng vừa mới đưa vào vận hành, cũng mới ổn định, và các cái cổ phiếu, các cái doanh nghiệp thì tăng rất là nóng và đánh giá không đúng cái bản chất cũng như là cái giá trị của doanh nghiệp. Hầu hết các cái doanh nghiệp, có những doanh nghiệp cổ phiếu 5-700 nghìn, 800 nghìn, và cái việc mà thị giá cổ phiếu được tăng cao lên như vậy là nó do cái câu chuyện là thổi giá, và cái câu chuyện bong bóng năm 2017 thì chắc chắn sẽ không còn lặp lại trong cái giai đoạn này cũng như là giai đoạn tới, bởi vì là cái giá cổ phiếu cũng như cái việc mà tăng trong giai đoạn vừa qua là nó xuất phát từ cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cũng theo các chuyên gia, cùng với việc GDP quý 1 tăng 7,38%, động lực tăng của thị trường chứng khoán còn rất nhiều và thị trường sẽ dễ dàng xác lập mức đỉnh mới 1.300 điểm ngay trong tháng 4 này. Thưa quý vị, được khai màn vào đêm 18 tháng 3 vừa qua, chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An được đơn vị tổ chức quảng bá là sẽ tái hiện khung cảnh thương cảng Hội An và quá trình lịch sử của vùng đất này kể từ khi hình thành cho đến ngày nay. Tuy nhiên, sau khi chương trình được biểu diễn thì nhiều nhà nghiên cứu đã giật mình bởi chương trình có quá nhiều thiếu sót, trong đó có những thiếu sót về trang phục, nội dung nằm ngoài phạm vi nghệ thuật một cách bất thường. Sau gần nửa tháng biểu diễn, trái ngược với lời giới thiệu ban đầu, chương trình Ký ức Hội An đang bị dư luận phản ứng dữ dội. Trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều người am hiểu về văn hóa lịch sử đã kêu gọi tẩy chay chương trình này vì những chi tiết bất thường. Theo nhà văn Trần Kỳ Trung, chương trình nói về lịch sử Hội An nhưng lại có quá nhiều chi tiết không liên quan đến Hội An, thậm chí là không đúng với lịch sử. Gần như những cái sự kiện lớn của Hội An thì trong chương trình này họ bỏ quên. Họ bỏ quên hoặc là họ không muốn đưa vào cái điều đó, tôi không biết, nhưng mà rõ ràng là không thấy. Ví dụ như vấn đề hình thành Hội An, ở đây phải nói thẳng là do người Việt Nam làm mới nên được cái Hội An này, thì xem chương trình này không thấy. Tôi phải nói nhắc lại là cái trang phục là gần như, nhất là cái màn gọi là thương gia đến Hội An thì hoàn toàn đấy là cái trang phục, nó lai căn hoàn toàn, hay nói cụ thể đấy là cái trang phục của Trung Quốc. Mà cái điều đó thì nó là chủ đạo. Điều đó đối với Hội An thì là gây ra nhân dân ở Hội An nó có một cái bức xúc rất lớn. Việc cấp phép cho chương trình này cũng có chi tiết khiến nhiều người bất ngờ. Khi chương trình nói về Hội An diễn ra tại Hội An, nhưng đơn vị cấp phép lại là Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Đây là cái nghệ thuật, nó xuất phát từ cái khung thời gian và cái hoàn cảnh lịch sử là tại Hội An. Thì rất tiếc rằng khi mà đưa ra cái này thì lại không được tham khảo các nhà chuyên môn ở địa phương, ít nhất là các khu vực ở trong khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, để người ta có thể góp ý cho đó. Được biết, chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An được dàn dựng bởi đạo diễn người Hồng Kông Trung Quốc Ma Soái Nguyên. Giá vé của chương trình này cũng khá cao, từ 300.000 đồng đến 900.000 đồng. Và sau nửa tháng khai màn, lượng khách xem chương trình chủ yếu là khách quốc tế, trong đó phần lớn là khách du lịch Trung Quốc. Nhằm quản lý thuê bao di động chặt chẽ hơn, tránh tình trạng sim rác, các nhà mạng Viettel, Vinaphone đang thử nghiệm phương án nộp ảnh chân dung khách hàng qua Internet. Trong đó thì Viettel thử nghiệm việc cho thuê bao bổ sung ảnh chân dung bằng ứng dụng My Viettel trên smartphone. Việc làm này sẽ giúp cho khách hàng của Viettel thuận tiện hơn trong công việc mà không cần phải ra cửa hàng.
Đối tượng được thử nghiệm là những khách hàng nhận được tin nhắn của nhà mạng về việc hỗ trợ bổ sung ảnh chân dung bằng phương án này. Về phía nhà mạng Vinaphone, nhà mạng này có kế hoạch tích hợp tính năng bổ sung ảnh chân dung khi người dùng sử dụng phần mềm Vinaphone Plus. Thậm chí là khách hàng có thể bổ sung ảnh chân dung bằng cách vào trang web và fanpage chính thức của Vinaphone. Tiếp tục với phần tin quốc tế, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công hóa học tại Syria, một vụ không kích vào các căn cứ quân sự của chính phủ Syria đã xảy ra vào ngày hôm nay. Trong khi truyền thông nước này cho rằng Mỹ thực hiện hành động nói trên, thì Nhà Trắng đã ngay lập tức bác bỏ mọi cáo buộc. Hãng thông tấn nhà nước Syria đưa tin một vụ không kích nhằm vào sân bay quân sự Tayfo tại tỉnh Homs, miền trung nước này đã khiến một số người thiệt mạng và bị thương. Lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ 8 quả tên lửa sau khi sân bay Tayfo bị không kích. Đài truyền hình nhà nước Syria đăng tải thông tin cho rằng quân đội Mỹ đã thực hiện hành động nói trên. Trong khi đó, Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ không tiến hành không kích nhằm vào Syria, song sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Cơ quan này cũng nhấn mạnh ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm buộc thủ phạm vụ tấn công hóa học tại Syria phải chịu trách nhiệm. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ phải trả giá đắt vì đã thực hiện vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường tại thị trấn Duma, miền đông Ghouta, khiến 70 người thiệt mạng. Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành hai phiên họp khẩn trong ngày hôm nay theo đề nghị từ phía Nga và Mỹ để bàn về những mối đe dọa hòa bình tại Syria, yêu cầu hỗ trợ điều tra độc lập về những gì đã xảy ra. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Mỹ đã xác nhận rằng Triều Tiên sẵn sàng đàm phán về việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp thượng đỉnh song phương dự kiến tổ chức vào tháng 5 tới đây. Hãng tin Yonhap và kênh KBS Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ một người phát ngôn giấu tên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, hai bên đang tiến hành các cuộc họp kín nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến gặp nhau trước cuối tháng 5 nhằm thảo luận về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ông Kim Jong-un nói với quan chức Hàn Quốc hồi tháng trước rằng ông cam kết phi hạt nhân hóa và hy vọng gặp Tổng thống Trump càng sớm càng tốt. Theo truyền thông Mỹ cuối tuần qua, Triều Tiên đã nói với Mỹ rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng thảo luận về việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Còn kênh CNN hôm 7 tháng 4 đưa tin Mỹ và Triều Tiên đang tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp và bí mật ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. CNN cũng cho biết thêm, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, ông Mike Pompeo, cùng đội ngũ phụ tá đang làm việc với phía Triều Tiên thông qua các kênh tình báo để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh nói trên. Địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến sẽ là Bình Nhưỡng hoặc thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ-Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt kể từ khi Tổng thống Mỹ áp mức thuế mới trị giá 60 tỷ đô la với những mặt hàng của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đáp trả bằng biện pháp tương tự với thuế suất mới đánh vào 126 mặt hàng của Mỹ. Theo các chuyên gia, thì Trung Quốc không hề lo ngại trước những áp lực xuất phát từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được dự báo sẽ đặt ra với thị trường hơn 1 tỷ này. Trang trại lợn của ông Yang Yuli ở ngoại ô Bắc Kinh nuôi 800 con. Thức ăn hàng ngày cho lợn mà ông sử dụng đều là đỗ tương nhập khẩu từ Mỹ. Và nếu chính phủ Trung Quốc áp thêm mức thuế mới với các mặt hàng của Mỹ, trong đó có đỗ tương bị áp mức 25%, thì trang trại của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng, giá đầu vào tăng. Trong khi đó, nông dân Mỹ trồng đỗ tương cũng bị thiệt hại, lợi nhuận thu về sẽ không được như trước bởi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính, chiếm hơn 60%. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến giá bán đỗ tương của nông dân Mỹ. Họ sẽ không thu được lợi nhuận nhiều. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến giá đỗ tương giảm mạnh, gây thiệt hại lớn cho người trồng đỗ tương Mỹ. Đỗ tương là nguồn nguyên liệu quan trọng đối với ngành chăn nuôi, sản xuất dầu ăn. Việc Trung Quốc áp thuế suất mới với đỗ tương Mỹ được cho là sẽ đẩy giá thực phẩm tăng. Nhiều người cho rằng đây sẽ là điểm nhạy cảm mà Bắc Kinh không muốn đụng tới, nhưng các chuyên gia kinh tế lại có quan điểm khác. Nếu ai đó nghĩ áp thuế với đỗ tương là áp lực khiến Trung Quốc thay đổi, thì điều đó không đúng. Nó chỉ chứng tỏ rằng nước này không sợ để buộc thị trường trong nước phải chuyển hóa, thích nghi. Chúng tôi đã ước tính nếu Trung Quốc áp 25% thuế mới với đỗ tương nhập khẩu của Mỹ, giá dầu đậu nành hay các sản phẩm từ đậu tương và nông nghiệp không tăng mạnh, chỉ tăng khoảng 0,25%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng khoảng 2,4%, dưới mức 3% trong ngưỡng cho phép.
Thuế suất mới mà Trung Quốc áp với 126 mặt hàng của Mỹ, trong đó có hoa quả và rượu vang, cũng đã khiến các công ty nhập khẩu nước này phải thay đổi chính sách. Trung Quốc đã có những tính toán để đối phó với trường hợp Mỹ sẽ áp mức thuế 25% đối với khoảng 1.300 sản phẩm công nghệ, công nghiệp, vận tải và y tế của nước này. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hôm 6 tháng 4 cho biết nước này sẽ đấu tranh đến cùng bằng mọi giá và sẽ công kích mạnh mẽ, đồng thời sẽ có các biện pháp đáp trả toàn diện mới để bảo vệ lợi ích của quốc gia và người dân Trung Quốc. Tiếp theo chương trình là cụm tin vắn quốc tế đáng quan tâm. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tuyên bố giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử quốc hội. Với hơn 88% số phiếu được kiểm, đảng Fidesz cánh hữu dường như không có đối thủ khi nhận được gần 49% số cử tri ủng hộ, nhớ gấp 2 lần rưỡi so với đối thủ về thứ nhì là đảng Jobbik với 19,7%. Ngoài chiến thắng trên, đảng Fidesz của Thủ tướng Orbán còn dự đoán giành được 2/3 số ghế, được cho là siêu đa số trong quốc hội, cho phép đảng này có thể thay đổi hiến pháp và thông qua các đạo luật một cách dễ dàng mà không quan tâm tới ý kiến của phe đối lập. Ngư dân Anh đã cùng nhau ra khơi để phản đối thỏa thuận của chính phủ cho phép Anh ở lại chính sách thủy sản chung của châu Âu trong vòng 20 tháng hậu quá trình Brexit kể từ ngày 29 tháng 3 năm sau. Những ngư dân cho rằng điều lệ đến từ EU đã gây thiệt hại lớn cho ngành thủy sản của Anh trong vòng 4 thập kỷ trở lại đây, và họ muốn chính phủ phải đạt được những thỏa thuận có lợi cho người dân thay vì tiếp tục gắn bó với chính sách thủy sản chung sau quá trình Brexit. Sáng nay, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Shimane thuộc miền Tây Nhật Bản, khiến 4 người bị thương nhẹ và gây mất điện tạm thời. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 12 km. Theo giới chức địa phương, 4 người dân tại thành phố Oda đã bị thương nhẹ, 100 hộ dân bị mất nước xả và 50 hộ dân mất điện. Một số tòa nhà và con đường cũng bị hư hại, tuy nhiên không có bất thường nào được phát hiện tại nhà máy điện hạt nhân Shimane. Những kết quả điều tra bước đầu của vụ lái xe đâm vào người đi đường ngày hôm qua tại Đức cho thấy là thủ phạm đã hành động đơn độc và không có mục tiêu chính trị. Kết quả điều tra đã giải tỏa lo ngại về khả năng tấn công khủng bố xảy ra tại đất nước này. Theo lời của công tố viên tối cao thành phố Münster, thủ phạm lái xe đâm vào đám đông khiến 3 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương ngày hôm qua đã có tiền án trước đó. Cụ thể, hắn đã bị kết tội lừa đảo, quấy rối người khác và phá hoại tài sản. Cảnh sát cho rằng hắn có vấn đề về thần kinh và đã hành động độc lập mà không có mục đích chính trị nào. Chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn, tuy nhiên, sau khi đã khám xét kỹ nơi ở của thủ phạm và những phương tiện hắn sử dụng, hiện tại chúng tôi chưa tìm ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến chính trị. Hiện tại, cảnh sát tin rằng hắn đã hành động độc lập. Trong ngày hôm nay, cảnh sát Đức cũng được cho là đã ngăn chặn một kế hoạch tấn công nhằm vào giải bán marathon được tổ chức tại thành phố Berlin. 6 nghi phạm trong tầm tuổi từ 18 đến 21 đã bị bắt giữ. Và tờ báo Die Welt cho biết, ít nhất một người trong số họ đã chuẩn bị hai con dao mài sắc để tấn công các vận động viên cũng như khán giả trên phố. Chúng tôi hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa rõ các đợt tấn công này nhắm vào đâu, nhưng một giả thiết cho rằng mục tiêu của chúng là giải bán marathon ở Berlin. Gần 36.000 vận động viên đã tham gia vào giải marathon lớn nhất nước Đức trong ngày hôm nay và hàng nghìn người khác tụ họp trên đường phố để cổ vũ. Từ ngày 6 đến 8 tháng 4, lễ hội Việt Nam tại Aichi năm 2018 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển đã được tổ chức tại thành phố Nagoya, thủ phủ của tỉnh Aichi, Nhật Bản. Lễ hội bao gồm 30 gian hàng trưng bày triển lãm hình ảnh quảng bá về tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực. Trong khuôn khổ lễ hội cũng đã diễn ra các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc hiện đại, biểu diễn múa rối nước, giới thiệu ẩm thực, biểu diễn trang phục áo dài, nhạc cụ dân tộc, thư pháp mang đậm nét truyền thống dân tộc Việt Nam và nét đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội được tổ chức đúng dịp hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Aichi đã ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị vào năm 2016. Trong số 200 doanh nghiệp của tỉnh Aichi đang đầu tư và triển khai hoạt động tại Việt Nam, có 70 doanh nghiệp đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện có 23.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Aichi. Hàng ngày đều có chuyến bay kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Aichi, và đây là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hai bên ngày càng phát triển. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối hôm nay 9 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên VTC1.